Thời đấy thì máy quay phim truyền thống, máy quay truyền hình ấy vẫn là phổ biến nhất. Người ta cho rằng là máy ảnh không bao giờ có thể thay thế máy quay được, bởi vì hồi đó máy ảnh quay phim mới chỉ là một cái gì đó thêm vào cho vui thôi. Hello các anh em, chào mừng các anh em đã đến với cái chiếc video ngày hôm nay. Cách đây một thời gian mình có làm cái video giới thiệu về một cái hãng tên là Bitscript. Họ làm một cái case, một cái lồng cho một cái máy iPhone để có thể gắn ống kính máy ảnh vào. Và mình đọc comment thì có nhiều anh em cho rằng là nếu mà gắn ống kính cồng kềnh vào máy điện thoại như thế thì thà mua thẳng cái máy quay cho xong, kiểu như là just buy a camera cho xong ấy. Thế thì để mình tả cho anh em là tại sao là không phải chỉ đơn giản là cứ mua một cái máy ảnh hay là máy quay là xong nhá. Mọi người nghĩ rằng là cứ mua một cái máy ảnh hoặc là máy quay mirrorless như thế này là xong đúng không? Không đâu. Đầu tiên ấy thì mọi người cần phải có một cái dụng cụ cơ bản nhất, đó là một cái case. Đây là một case của Smartrig để chống va đập và để lắp thêm vào những cái phụ kiện vào. Đầu tiên để mà có thể cầm tay quay cho thoải mái hơn thì chúng ta phải gắn một cái này gọi là top handle. Chúng ta sẽ gắn lên trên thân máy như thế này. Sau đó bởi vì pin của máy ảnh nó không được lâu cho nên chúng ta sẽ phải chế ra một cái nguồn mà nó pin lâu dài hơn. Đây là pin của Sony FPNPF970. Thì pin này có thể quay được cả ngày và chúng ta sẽ không cần phải lo sạc pin khi mà đang quay dở, hoặc là đang quay dở một cái chương trình dài mà tự nhiên hết pin, ngắt chương trình thì làm sao mà có thể lấy hết được cái footage về để mà edit được, đúng không nào? Cái màn hình của máy ảnh thì nó rất là bé và nó nằm ở dưới này thì rất là bất tiện, và chúng ta lại phải gắn phụ kiện để gắn màn hình vào. Ở đây mình dùng một chiếc điện thoại để minh họa. Ok, và đây là setup quay phim của chúng ta. Và đây vẫn chỉ là một cái setup quay phim thuộc dạng là tối giản thôi, bởi vì là để mà thay một cái cỗ máy quay phim mà chuyên dụng hơn nữa ấy, thì còn phải gắn những cái như là thiết bị để vặn focus này, gắn mát box xưa là để che nắng này, nhiều người còn gắn thêm bộ thu hình này để thu ra những cái codec chất lượng cao nhất này, và bộ thu âm này, rồi gắn thêm nhiều màn hình để cho cả đạo diễn DOP cùng xem chứ không phải là chỉ người quay phim xem. Có thể gọi là bộ thu phát không dây nữa. Thế nên cái mình muốn nói ở đây là gì? Thứ nhất là để mà quay phim được thì máy quay vẫn phải gắn lên rất nhiều thứ. Kể cả máy quay lớn, máy quay chuyên dụng để quay điện ảnh, người ta cũng phải gắn rất nhiều thứ. Cho nên không phải là cái việc để quay phim được chất lượng tốt mà gắn lên đủ thứ lên iPhone thì có nghĩa là mua thẳng máy quay cho xong, mà đó là việc bình thường trong giới là phim chuyên nghiệp. Thứ hai là có lẽ nhiều bạn trẻ sinh ra trong cái thời kỳ mà cái việc quay phim bằng máy mirrorless như này rất là phổ biến rồi. Nhưng mà cái thời mà mình quay phim ấy, cách đây khoảng mười mấy năm thì khi đó người ta mới bắt đầu quay phim bằng máy ảnh thôi. Đó là thời của 5D Mark II, 6D v.v. Thời đấy thì máy quay phim truyền thống, máy quay truyền hình ấy vẫn là phổ biến nhất. Người ta cho rằng là máy ảnh không bao giờ có thể thay thế máy quay được, bởi vì hồi đó máy ảnh quay phim mới chỉ là một cái gì đó thêm vào cho vui thôi, không phải chức năng chính. Nhưng mà tua nhanh sau mười mấy năm thì bây giờ máy ảnh mirrorless đã trở thành cái máy quay phổ biến nhất và dùng được cho tất cả các thể loại từ phim sự kiện, phim ngắn, phim cưới v.v. Thế thì cái nhìn của mình là với iPhone cũng vậy. Apple từ lâu họ đã trở thành một công ty máy ảnh và máy quay, chứ không còn chỉ là một công ty máy điện thoại nữa. Và biết đâu vài năm nữa tất cả những cái công nghệ nó sẽ phát triển để hỗ trợ cho iPhone ngày càng quay phim chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn. Đơn giản như cái việc iPhone có cổng C và quay được lock là một cái mà không bao giờ trước đây có thể ngờ đến được rồi. Và rất có thể chỉ mấy năm nữa, biết đâu iPhone sẽ trở thành cái máy quay phổ biến nhất, không chỉ cho mạng xã hội mà có thể là cả phim truyền hình, quảng cáo, sự kiện vân vân. Và mình luôn luôn khuyến khích anh em hãy giữ một cái thái độ mở, cái mindset mở để đón nhận những khả năng mới, những công nghệ mới để tránh chúng ta là bị lỗi thời.